gửi cho Ngọc Anh chưa? Gửi cho Quý Anh chưa? Không thấy gì cả, em thấy mỗi này đưa cho anh thôi. Chắc là chỉ lấy, cứ lấy 3 cái đi, rồi tí tính sau anh ạ. Cứ lấy 3 cái trước đi. Cho vào đi, có mỗi 3 cái thôi. Được rồi, cứ cho vào trước đi rồi ấy sau anh ạ. À, chụp ảnh nữa à? Em quay lại được rồi. Anh Toản đấy, tem mác em chụp rồi mà. Thôi anh cứ chụp đi, chụp thêm lần nữa cũng được, không sao đâu. Xong rồi tìm ở chỗ nào? Đấy, nó có mấy cái đấy, nó có mấy cái này này. Thứ nhất là nó báo cái cát tông này, thứ hai là nó báo cái... Đây. Ở má bánh này. Đây, VLA này. Đấy, sáng em nó bảo là cái tem, cái số đấy. Cứ rút càng cái này nhẹ cho vào. Cái này nó nhẹ lắm anh ạ, anh Lượng. Rồi, ok.